chốt số lượng cho tôi chưa? Chưa đến thời hạn mà Quyên. Anh gọi để chuẩn bị buổi sáng tốt lành thôi. Cảm ơn anh. Vậy khi nào có đủ số lượng thì báo cho tôi nha. Chào anh. Lại một cây si nữa à? Sao anh biết? Anh chỉ đoán vậy thôi. Nhưng mà có đúng không? Alo, tôi nghe. Khoảng 20 phút nữa tôi đến sẽ bàn việc sau. Vậy nha. Công ty có gì gấp em? Em đang gấp rút chuẩn bị hồ sơ đấu thầu dự án resort ở Vũng Tàu. Bên anh cũng vậy chứ? Anh, lần này bên anh có dùng tiểu xảo nữa không? Sao em lại nói vậy? Thì lần trước Dạng Lợi cũng dùng tiểu xảo mà. Em không biết châm ngôn của Dạng Lợi là gì nữa. Anh đã từng nói với em cuộc cạnh tranh sẽ công bằng. Vậy mà kết quả thì... Thôi mà đừng có qua. Tôi thấy tụi nó liều mạng lắm. Tôi chừng bị hốt xác đó. Trời ơi, để nó cho tôi. Chưa chi đã sợ như cây sấy rồi. Đi. Hả? Thôi thôi, để tôi đi. Có đi đâu. Tôi không có đi đâu. Đi, đi. Không đi đâu. Hôm nay á, tụi anh có trò chơi mới. Em có muốn tham gia không? Anh coi thường em đó hả? Em không chịu đâu nha. À, để em giới thiệu. Đây là Minh, bạn học của em. Cho anh ta tham gia với nha. Dạ. Được, thằng đệ này của anh. Nó thích em từ bữa đầu rồi. Nhất là cái khăn này nè. Qua đây với mình, thử xem bạn có tham gia cuộc chơi được không? Nè, anh rủ bạn của em đi đâu? Em tránh ra đi. Nè, nè. Đi, qua đây. Em lên. Trò này cần thần kinh và tim mạch vững vàng. Để mình test bạn thử nha. Từ đây. Nóng không? Để mình cởi ra cho ha. Rồi yên đi mà. Nè. Trời ghê quá trời. Để bỏ tôi ra. Đừng có sợ nè, ngoan, dễ thương quá. Đây nè. Trời ơi, thương quá à. Nè, nè, đâu vậy hả? Thấy quá à. Đi lại đi, chạy đi. Đứng lại đi. Trời ơi, sao tụi nó biến thái dữ vậy? Rồi bà với ông Minh có bị sao không? Ông Minh hoảng sợ bỏ chạy kéo theo tôi luôn. Trời ơi, bà còn gia nhập cái nhóm đó làm gì nữa? Tôi phải gia nhập vào trong thì mới biết được nội tình của bọn nhóc đó chứ. Đứng nhìn bên ngoài thôi thì sẽ không hiểu hết được đâu. Thôi, bà bỏ cuộc đi. Lỡ
mai mốt tụi nó bắt bà thử ma túy thì sao? Đây. Phần của con nè. Cảm ơn ba. Đây, phần của con đây. Rồi, ăn đi. Con cảm ơn bác ạ. Khách sáo hoài à. Ăn đi. Nè, bác đã xem con á như là con ruột vậy đó. Tại ông Khang, ông nhận con làm con nuôi rồi. Chứ nếu không á, bác cũng nhận con rồi đó. Ba, mình con bao nuôi còn không nổi, ở đó mà. Con thiệt là. Thôi, bác ba nói chơi mà. Tôi không có giành ba của bà đâu. Ăn đi. Con muốn xin bác cho con ở lại đây thêm mấy ngày nghe bác. Vì con mà về khuya quá thì con sợ ba mẹ nuôi và mẹ con lo. Được mà. Đây là nhà của con mà. Nhưng con muốn bác giữ kín chuyện này. Con không muốn ba mẹ nuôi con và mẹ con biết. Chuyện đó thì... Được, bác hứa. Con cảm ơn bác. Thôi, hai đứa ăn đi. Ra liền. Ông đó hả? Ừ, ra đây tôi nói chuyện. Giờ này không đi làm tự nhiên kêu ra đây à? Chuyện gì? Tôi có việc phải về sớm nên có việc thì ông về đi, ghé qua đây làm gì? Tôi muốn hỏi bà mấy ngày nay con Liễu nó đi đâu mà không thấy nó qua chơi, cũng không thấy nó gọi điện. Ông hỏi lạ không? Con Liễu nó học chung với con gái ông, có chuyện gì thì ông phải biết chứ, sao ông lại đây ông hỏi tôi? Thì tôi hỏi vậy đó, mà không biết con Liễu nó đi xa, mà bà là mẹ nó, bà biết nó đi đâu không, ăn ở ra làm sao? Nhiều chuyện. Lái xe không lo lái xe, chuyện đó không cần ông quan tâm. Tôi là mẹ mà tôi còn không lo, không lo làm gì chứ. Bực bội. Bà đâu hề biết là con bé nó gặp nguy hiểm. Cầm máy vô vũ trường làm phóng sự, mình mà còn thấp thỏm, còn bà chẳng quan tâm gì đến con hết. Hai đêm nay nó ngủ với con Tuyền, khóc mớ, kêu bà hoài mà bà đâu có biết.
Bà nương ơi là bà nương, không biết tính sao đây. Dạ, 5.000. Dạ. Làm gì mà chí tướng tôi dữ vậy? Có chuyện gì hả? Ừ, tôi sợ sẽ gặp chuyện không hay. Chuyện không hay là chuyện gì? Thì chuyện với Vũ Trường đó. Tôi thấy nếu cứ tiếp tục đeo bám đám nhóc á thì sẽ gặp nguy hiểm, bà nên bỏ cuộc đi. Bà nói xui không à? Mình đã nắm gần hết dữ liệu trong tay rồi, làm sao mà bỏ cuộc được? Tụi nó chơi tụi nó không sợ thì thôi, mình sợ cái gì? Ôm chặt nghe. Mới đua xe có một lần mà đòi làm anh hùng xa lộ hả? Yên tâm, sẽ cho bà nữ thắng. Ôm vô. Hôm nay chúng ta uống cho vui, để chúc mừng thành viên mới vừa tham gia vào nhóm chúng ta. Vô. 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 Thôi mấy bạn ăn đi. Ăn đi em. Cảm ơn mọi người. Tôi hứa sẽ luôn là một thành viên hết mình. Công nhận đại ca vớt được một em quá chịu chơi, hay thiệt. Mấy anh có mới nới cũ, nhỏ này chịu chơi sao bằng em chứ. Lúc em mới vào nhóm, anh có nhớ là anh bắt em thử cái gì không? Cũ dám chơi không? Em đừng có lo quá cưng. Thôi vô đi. Vô. Vô. Cạn nha. Vô. Đêm nay chúng ta sẽ chơi một màn mới. Ok. 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 Vô. 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 Em làm cái trò gì vậy? Có thua nghe đi không? Ê, thằng kia. Mày làm gì ở đây vậy? Muốn chết hả? Bất dạy. Mày nói vậy? Thôi thôi, mình đi đi anh. Ở đây chán rồi, mình đi chỗ khác chơi đi. Đi 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 đi. Mày coi chừng tao đó. Mày coi chừng tao đó nha mày. Dạ thưa bác, con mới tới. Quyên ở trong nhà đó, vô đi con. Dạ. Dạ, cô chào bác. Ừ, chào con. Dạ, ngồi đi con. Quyên... Hôm nay anh tới sớm quá ha, không bận việc gì à? Cho anh xin lỗi, tại mấy hôm nay anh hơi căng thẳng quá, cho nên... Mà thôi, đừng nói chuyện đó nữa, tặng em nè. Hai đứa này không lúc nào yên. Dạ. Ba thiệt là... Không phải sao? Dùng đi con. Dạ.